Kem dưỡng trắng tái tạo da V7 Tôn Ninh Lai là một trong những sản phẩm dưỡng trắng da nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích từ Hàn Quốc cũng như ở Việt Nam. Công dụng nổi bật của kem dưỡng trắng V7 Tôn Ninh Lai 50ml. Hiện nay sản phẩm nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ chị em bởi tác dụng trị thâm nám, làm sáng da nhanh và hiệu quả hơn các loại kem khác. Với nhiều tác dụng vượt trội, kem dưỡng trắng V7 Tôn Ninh Lai là người bạn đồng hành cho những chị em có làn da xỉn màu và nhiều vết thâm do mụn. Không những vậy mà trong thành phần của kem còn chứa 7 loại vitamin nuôi dưỡng giúp da sáng bóng, bật tung da tự nhiên ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Kem dưỡng V7 Tôn Ninh Lai được bổ sung dầu vitamin B3, có khả năng cấp ẩm, kháng viêm, giảm các vết thâm nám giúp chị em có làn da khỏe mạnh, rạng rỡ. Ngoài ra còn có vitamin B5 ngăn ngừa mất nước, giữ ẩm, phục hồi da tổn thương, vitamin C giúp bảo vệ da khỏi tia UV và bụi bẩn, vitamin A và E ngăn chặn sự lão hóa da, giúp làn da trẻ trung, cải thiện nếp nhăn rõ rệt. Đặc biệt V7 Tôn Ninh Lai còn chứa vitamin F hóa ẩm cho da, ngăn ngừa các loại độc tố và vitamin H điều tiết bãi nhầy, cải thiện mụn rõ rệt làm cho da căng bóng, mịn màng. Không phải tự nhiên mà kem dưỡng trắng V7 Tôn Ninh Lai lại được nhiều chị em yêu thích đến vậy. Với tác dụng dưỡng trắng da, làn da đều màu hơn và đặc biệt giảm mờ các vết tàn nhang, thâm nám hay đốm nâu đã mang lại cho chị em làn da mịn màng trắng sáng và tự tin hơn. Kem dưỡng V7 Tôn Ninh Lai có khả năng thu nhỏ và xe khít lỗ chân lông, giảm tiết nhờn bóng cho da, vì thế nên ngăn ngừa được sự hình thành của mụn cám, mụn ẩn. Kem dưỡng trắng V7 Tôn Ninh Lai chứa các thành phần lành tính hoàn toàn không gây ra tình trạng kích ứng da, kể cả loại da nhạy cảm nhất, mà khác còn ngăn chặn được quá trình hắc sắc tố melanin, tạo lớp màng bảo vệ da khỏi sự oxy hóa và tránh sự xâm nhập của các tác hại từ môi trường xung quanh. Và đương nhiên không thể không kể đến khả năng hồi phục cho da yếu do mụn hay là vô tình dùng nhầm sản phẩm kem trộn. Thiết kế kem dưỡng trắng V7 Tôn Ninh Lai 50ml. Kem dưỡng trắng V7 Tôn Ninh Lai ra mắt với thiết kế mẫu lọ vuông cạnh sang trọng có bao bì màu trắng quý phái đã thu hút được ánh nhìn đầu tiên từ các chị em. Các thông tin cần thiết trên sản phẩm như thành phần chính, công dụng, ngày sản xuất, hạn sử dụng được in rõ ràng cụ thể giúp người dùng dễ nắm bắt hơn. Phần nắp được thiết kế chắc chắn, chính cùng độ rộng vừa phải, giúp bạn dễ dàng lấy ra sử dụng với lượng vừa đủ không gây lãng phí.